Chào các bạn, đây là phần 2 trong hướng dẫn cách chơi bộ bài Super Heavy Samurai. Thì nếu bạn chưa xem phần 1 thì các bạn có thể bấm vào đây để mà xem chi tiết của phần 1 như thế nào. Ở phần 1 thì chúng ta đã tìm hiểu về các Super Heavy Samurai làm nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu ngoài chiến trường. Thì nếu bạn thích một cái trận đánh thực tế ở ngoài chiến trường thì có lẽ bộ Super Heavy Samurai rất là phù hợp. Ví dụ như chúng ta có các Super Heavy Samurai trực tiếp chiến đấu thì là những con mạnh nhất với sức phòng thủ cao nhất, thì có thể mang chiến trường để tấn công, ví dụ như Super Heavy Samurai Bippenki. Tuy nhiên, một lực lượng mà quan trọng nhất của một chiến trường có thể nói đó chính là lực lượng hậu cần. Thì khi mà thiết kế bộ bài Super Heavy Samurai này thì Konami đã thiết kế cho chúng ta giống như là một cái trận chiến thực sự, với những chiến binh tấn công đứng hàng đầu và sẽ có một số con để làm nhiệm vụ hậu cần. Thì ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu đến phần 2, đó chính là các Super Heavy Samurai làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các chiến binh tấn công. Thì mình sẽ cất cái này qua một bên để các bạn thì theo dõi nha. Thứ nhất, chúng ta sẽ có Super Heavy Samurai Trumpeter. Thì hình dạng của con Super Heavy Samurai này là một con robot cầm một cái tù và rất là lớn thổi. Thì mình nghĩ đây có thể là cái lệnh để mà xuất quân. Thì hiệu ứng của nó như sau. Đây là hệ machine, tức là máy móc, thì giống như tất cả Super Heavy Samurai khác đều là hệ machine hết. Và đặc biệt đây là một tuner. Thì tuner này dùng để xích rô quái thú. Ở phần kế tiếp mình sẽ giới thiệu cái các Super Heavy Samurai là xích rô hunter. Và hiệu ứng của nó như sau. Nếu mà bạn không có bell hoặc là lá tráp nào ở dưới mộ, bạn có thể triệu hồi đặc biệt lá bài này từ tay. Sau khi lá bài được triệu hồi đặc biệt theo cái cách này, bạn không thể triệu hồi đặc biệt quái thú trong suốt cái lượt đó, trừ cái việc là triệu hồi Super Heavy Samurai. Thì theo cách này chúng ta có thể triệu hồi đặc biệt ra Super Heavy Samurai là Hero Monster. Thêm một hiệu ứng nữa đó là nếu mà lá bài này được hiến tế để mà triệu hồi hiến tế Super Heavy Samurai, lá bài này bị gửi xuống mộ cho cái việc đó, thì bạn nếu mà bạn không có bell trắp cạc nào ở dưới mộ thì bạn có thể triệu hồi đặc biệt lá bài này. Thường các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ sử dụng là triệu hồi đặc biệt con này ra rồi có thể là xích rô ngay lập tức. Tuy nhiên thì nếu mà bạn có một Super Heavy nào đang ở trên sân, triệu hồi đặc biệt con lá này ra, đồng thời hiến tế lá bài này kèm một quái thú ở trên để triệu hồi ra một Super Heavy Samurai level cao hơn, đồng thời triệu hồi đặc biệt con này từ dưới mộ lên, và ngay lập tức chúng ta có thể xích rô một lần nữa. Mình sẽ sử dụng 2 Trumpeter trong bộ bài của mình. Sẽ có nhiều bạn sẽ sử dụng 3 lá, tuy nhiên thì cá nhân của mình thích sử dụng 2 lá hơn để dành số lượng bài cho những lá tốt hơn nữa. Quái thú hỗ trợ thứ hai mình sử dụng Super Heavy Samurai đó là Battle Ball. Thì Battle Ball này hình dạng nó thì khá giống một trái banh, nhưng cảm giác nhìn của mình thì mình nghĩ nó giống con gián nhiều hơn. Nó giống một con gián. Và mình nghĩ đây là kỳ cạc sẽ không thể thiếu đối với bất kỳ bộ bài Super Heavy Samurai nào, bởi vì cái hiệu ứng của nó cực kỳ bá đạo. Bây giờ mình sẽ phân tích cái hiệu ứng này các bạn. Thì đây là một tuner luôn, 2 sao, tức là dùng để xích rô summon. Và cái xích rô này bá đạo hơn ở chỗ như thế nào, các bạn hãy cùng xem effect nha. Nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là Super Heavy Samurai và bạn không có một cái lá bèo tráp cạc nào ở dưới mộ, bạn có thể triệu hồi đặc biệt. Xin lỗi các bạn, bạn có thể chọn một lá bài face up, tức là một lá bài ngửa của đối phương điều khiển có một cái level. Có level này sẽ là quái thú thường, quái thú dung hợp, quái thú xích rô, không dùng được cho quái thú răng mà nha. Gửi cái quái thú mà quái thú đối phương điều khiển mà bạn chọn vừa chọn và cái lá bài này từ trên sân xuống dưới mộ, sau đó triệu hồi đặc biệt từ extra deck của bạn một con Super Heavy Samurai Xích Rô Monster với cái level bằng tổng với cái level gốc của hai cái quái thú được gửi xuống. Tức là bạn chọn triệu hồi con này ra sân, chọn một quái thú đối phương điều khiển, gửi quái thú này, gửi lá này và quái thú của đối phương xuống dưới mộ và triệu hồi đặc biệt một con Super Heavy Samurai từ trong extra deck ra sân. Rồi, nó còn một dòng nữa như sau. Cái triệu hồi đặc biệt này thì được tính như là Xích Rô Summon. Bạn chỉ có thể dùng cái effect của Super Heavy Samurai Battle Ball một lần một lượt. Cũng bá lắm không các bạn. Ví dụ như bên sân đối phương có một quái thú level 4 thì bạn có thể triệu hồi một Super Heavy Samurai level 6
tức là 4 cộng với 2 sao con này là 6. Nếu đối phương có một con level 5 thì bạn có thể triệu hồi ra một con 7. Nhưng mà hiện tại Super Heavy Samurai vẫn chưa có con level 7 nào hết. Nhưng mà phù hợp nhất thì chính là 6 sao Citro, Citro Super Heavy Samurai 6 sao. Ở đây mình sẽ sử dụng 3 lá, hiển nhiên là các bạn vừa để Citro mạnh mà vừa dùng để hạ sân bên quái thú đối phương. Một Super Heavy Samurai hỗ trợ kế tiếp thì mình dùng là Giga Slow. Thì cái Giga này nghĩa là khổng lồ, còn Slow là nghĩa là cái bao tay hay là cái nắm tay. Thì Giga Slow nghĩa là cái nắm tay khổng lồ. Nhìn cái hình này thì mình thấy nó giống như là một cái con chim cú thì phải. Nhưng mà đừng quan tâm đến nó, mình quan tâm đến effect thôi. Đây là Super Heavy Samurai level 3. Hiệu ứng như sau: nếu lá bài này được gửi xuống mộ và bạn không có một lá bell hay trap nào ở dưới mộ của bạn, bạn có thể xem 5 lá lĩnh mộ bài, sau đó đặt chúng theo cái thứ tự mà bạn mong muốn. Khi mà một quái thú của đối phương tuyên bố một cái đòn tấn công trực tiếp, bạn có thể remove lá bài này từ dưới mộ, tiết lộ cái lá bài đến lĩnh mộ bài của bạn, và nếu đó là Super Heavy Samurai, thêm nó lên tay. Và nếu bạn làm điều đó thì đòn tấn công của cái quái thú mà đã tấn công vô bạn trở thành không,